Rồi, đây là cái kính bơi anh chị ơi. Anh chị hỏi đây. Đôi khi là những cái kính này nó lắp sẵn rồi, tuy nhiên là chúng ta phải kiểm tra lại, nó đúng thì chúng ta đeo nó dễ chịu, còn không thì chúng ta phải thay lại. Rồi, chúng ta nhìn gói dây đây, cái dây này để phía sau. Rồi, chúng ta ráp vào đây, nó có cái ngàm ở đây này. Bên đây nó có độ gân, chúng ta để cái đồ gân đây nhá. Đó, đồ gân lại áp vào cùng phía với cái này. Rồi, chỗ này chúng ta có cái tay này, chúng ta phải nhấn cái nhíp này xuống. Nhấn cái nhíp này xuống thì chúng ta mới ráp được cái dây này vào. Đó. Cái gân nó nằm ở cái nhíp này. Đó, nó chặn lại. Rồi, xong rồi thôi gỡ. Rồi gắn vào đây. Đó, chúng ta gắn dễ dàng đơn giản như này thôi, được không ạ? Rồi, qua bên này cũng thế. Chúng ta cũng nhớ là cái gân này có hai mặt nha, mặt gân và mặt trơn nha anh chị. Mặt gân này chúng ta để sát vào trong để cùng chiều như thế này. Và chúng ta đè cái này ạ. Đó, chúng ta đè ở đây. Đặc biệt là cái này chúng ta sử dụng khi mà đúng cách rồi thì chúng ta đang bơi thì nước nó không vào mắt. Đó, chúng ta thấy cái gân này không? Đó, mở cái nhíp này là cái gân này tụt. Đó, còn đóng lại thì nó chắc. Muốn siết chặt thì chúng ta bấm vào đây. Chúng ta kéo cái dây này. Đấy. Bấm vào đây, kéo cái dây này. Nó là nhỏ. Rồi, còn muốn to, bấm vào đây, kéo cái dây này. Được không ạ? Đó, lớn nhỏ đều đeo được. Nên cái này rất là đơn giản, người nhà lớn bé đều có dùng được. Nếu mà chúng ta sử dụng cái kính bơi cho mùa hè hay đi biển, đi du lịch đều dễ dàng. Rồi, các anh chị có cái đóng góp ý kiến nào thì comment ở phía dưới được không ạ? Rồi, xin chào anh chị.